Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay anh ông Cao lại làm món chân giò lợn giả cầy nhé các bạn nhé. Anh ông sẽ bắt đầu tiến hành thui. Cái thui bằng giấy. Sẽ dùng bằng giấy thui thì nó mới vàng thịt. Nó cái da vàng vừa dai nhé mọi người nhé. Cái chân của mình, chân giò của mình đã vàng lên nha mọi người nhé. Nóng quá mọi người ạ. Toát mồ hôi rồi. Này kiểu mình dùng giấy đốt thì nó sẽ cái da nó tí mình đánh nó sẽ vàng, da dai vàng mọi người ạ. Mình sẽ lấy cái cọ xong cọ cho nó vàng đi. Đấy, vàng dần mọi người ạ. Như cày thật luôn mọi người ạ. Như con cày luôn. Vàng ươm. Giờ tôi sẽ bấm nha mọi người nha. Chặt ra. Bộ đôi Yeah.
Tôi sẽ thái sả cho vào nha mọi người nha. Thái vừa tầm thôi, không thái bé. Tôi sẽ ướp sả với lại giềng. Cho ít mắm tôm này. Tôi sẽ cho ít mẻ này. Cho ít vào đó. Tôi sẽ đảo cho mọi người nha. Tôi đảo, tôi ướp. Cho mì chính. Tôi sẽ ướp một lúc xong tôi mới cho lên bếp nha mọi người nha. Để cho lên bếp. Thơm thế mọi người. Thơm lắm. Món à giả cày của mình nó thơm lừng lên. Món à giả cày của mình đã xong nha các bạn nhé. Đây mình sẽ cho lên đĩa. Vì là mùa hè nên là tôi cho ít mắm tôm vào cho nó đỡ mùi. Thơm lắm mọi người ạ. Mùa hè nên là phải cho ít mắm tôm nha mọi người nhé. Các bạn nha.
làm một đĩa luôn.